Chào các bạn, sau khi mình đã đăng ký thành công tài khoản AutoDex, thì AutoDex sẽ gửi một cái mail về cho mình để xác nhận. Đây. Và mình sẽ verify email đây. Đấy, mình sẽ tích vào cái link này. Đấy, khi tích vào cái link này thì nó sẽ xác nhận cái email của mình đã đăng ký. Và tiếp theo thì mình đã đăng ký xong cái email này rồi, xong cái tài khoản AutoDex có tên là Anabim Education. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách là cái cây student từ cái tài khoản mình đã đăng ký. Mình vào autodesk.com. Đây, các bạn tích vào cái menu đây. Và các bạn sẽ trổ cái phần download này xuống đây. Tiếp theo thì mình sẽ vào thằng free student software đây. Khi tích vào link này thì nó sẽ hiện ra một list các danh sách, các phần mềm mà sẽ được Autodesk là cung cấp cái tài khoản là Education hoặc là Student. Ở đây thì mình sẽ ví dụ các bạn là cách lấy một cái cây của Revit. Đây, mình tích vào Revit và mình tích vào đoạn sinh in này. Đấy, mình sẽ nhập cái tài khoản mà mình vừa đăng ký. Đây, anabimeducation@gmail.com. Đấy, ở đây nó hỏi là lưu mật khẩu hay không. Đấy, mình tích đây, style sign in đây chính là có lưu, có đăng nhập đấy, đăng nhập tiếp theo không ấy. Mình tích vào đây để viên đăng nhập tiếp theo. Thì ở đây thì do cái tài khoản này nó mới nên là nó bắt mình là xác nhận là cái profile education của mình. Ở đây country đây chính là quốc gia mình của mình đấy. Thì mình khuyên các bạn là sẽ đăng ký không phải là ở Việt Nam mà mình sẽ đăng ký ở Mỹ hoặc là Anh để mình có thể là hưởng các cái công cụ gói khuyến mãi nhiều hơn. Đây mình sẽ chọn thằng này Unistart. Đây Unistart đây. Đấy, và mình ở đây thì nó hỏi mình là chọn cái tài khoản nào, education là cái đào tạo ấy. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là lấy cái student này. Để mình tích vào student và nó hỏi cái ngày sinh của mình. Đấy, mình sẽ chọn một ngày sinh bất kỳ đi. Rồi, ok, mình next. Đấy, tích vào next. Thì nó sẽ lưu cái này lại và nó hỏi cái là name of education. Đây chính là cái trung tâm của mình. Đấy, ở đây thì mình sẽ ghi một cái tên bất kỳ đi. Đấy, Anabim chẳng hạn. Đây, hoặc là các bạn nên như thế này. Thì nó sẽ tổ ra các cái list mà nó các cái trường đại học ấy. Đây, mình sẽ chọn một trường bất kỳ đi. Đây, American Head này. Mình sẽ chọn là Architect and Engineering and Construction. Đấy, và nhập học từ năm bao nhiêu. Mình sẽ chọn một cái năm gần đây nhất. Đây, mình sẽ chọn là 2016. Đấy, mình sẽ chọn là đến năm 2020. Next. Đấy, mình sẽ đăng ký là địa chỉ ở nước ngoài để mình có thể là nó sẽ ưu tiên hơn. Ở Việt Nam thì khi các bạn đăng ký ở Việt Nam thì nó sẽ có một số hạn chế. Đây, nó sẽ ra cái này, bạn ấn continue. Đây, ở đây thì nó nói là bạn có đồng ý với cả cái điều khoản mà đây, giáo dục của cái thằng Autodesk không? Đấy, mình tích vào đây, ấn continue. Đấy, như thế thì mình đã đăng ký xong được cái tài khoản này là thuộc tài khoản là student. Đây, tài khoản sinh viên và mình sẽ
Lấy cây, ở đây lấy cây thì rất là đơn giản. Sau khi sinh ao đăng ký xong thì các bạn sẽ tích vào cái Revit phiên bản bao nhiêu. Ở đây mình sẽ lấy cây Revit 2017 Windows 64 bit. Đấy, và language mình chọn English. Ở đây xin nó sẽ ra cái cây đây, serial number cây và block cây. Size ở đây thì nó nói là chỉ là cài đặt được có hai máy, hai thiết bị cá nhân đấy. Ở đây nó sẽ nói là cài đặt trên hai thiết bị cá nhân. Đấy, video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đào về thằng phần mềm này về sao cho nó không bị lỗi. Chào các bạn.